máy massage xung điện nhỏ gọn như thế này thì chức năng của nó là gì? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Đây là một dòng máy quen thuộc Dr. Hồ trên thị trường có rất là nhiều năm rồi, nên là Hoàng Sơn sẽ giải đáp thêm những câu hỏi của bà con mình trên kênh Sức Khỏe 60 giây ha. Thì chức năng của nó trên đây nè, nó sẽ có 3 chức năng đơn giản ABC. Ví dụ cái kiểu kích thích như thế nào đó mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình sẽ chọn. Và thời gian 10 phút, 20 phút, 40 phút để chúng ta có thể hẹn ngày giờ để chúng ta, khi mà chúng ta massage nó sẽ tự tắt, hoặc là khi chúng ta massage để thư giãn, để ngủ á, nhiều khi chúng ta ngủ quên nó sẽ tự động tắt máy ha. Rồi những chức năng chính thì trên vỏ hộp cũng có ghi rất là chi tiết rồi. Và Sơn sẽ cho bà con mình xem nè. Đây, nếu mà như để giảm đau ở đầu thì chúng ta có thể dán hai bên vai ở gần đầu nè ha. Còn nếu mà như giảm đau lưng thì hai miếng dán sau lưng. Giảm đau thần kinh tọa thì một miếng ở trên mông và ở dưới đùi. Còn giảm đau đầu gối thì chúng ta dán hai bên. Ví dụ giảm đau cơ khi chúng ta tập thể dục á, chúng ta có thể dán ngay chỗ đau như bả vai nè, phía trước và phía sau. Đó, hoặc là có thể là bắp tay ngay chỗ bàn tay. Thì như Hoàng Sơn về giới thiệu á, là mình có thể khi mà mình khó ngủ nè, mình có thể massage để dễ ngủ. Hoặc là đau ở chỗ nào mình sẽ massage ở nơi đó, mình tránh ở chỗ vết thương hở ha cả nhà ha. Và những nơi giống như mình có thể bị viêm, viêm khớp hoặc là đau do căng cơ cũng rất là hiệu quả. Và đặc biệt là với ông bà mình lớn tuổi thì cái máy này nó rất là hữu ích, và mình có thể xách theo đi du lịch. Hoặc là mình đau nhất do bị tắc nghẽn á, mạch máu, hoặc là chúng ta có thể dán ở chỗ đó thì nó sẽ kích thích, làm cho cơ thể mình nó lưu thông tốt hơn. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ vài thông tin ha. Thì trên cái máy này á, có những dòng máy thì chúng ta chỉ có hai miếng dán. Dòng máy này thì chúng ta sẽ sử dụng được 4 miếng dán cùng lúc luôn. Và đi theo máy thì có rất là nhiều phụ kiện. Nếu mà như hàng chính hãng á, thì chúng ta sẽ được 4 cặp dán nhỏ và một cặp dán to. Và bên cạnh đó mình chúng ta còn có một cái miếng để ở dưới bàn chân để massage bàn chân nữa nè. Và có những dòng máy thì cấm điện ở bên ngoài vào. Bà con mình hay hỏi thì những máy như Dr. Hồ hoặc Âm Rong á thì thường là không có. Tại như vậy nó sẽ rất là an toàn về điện ha. Nếu mà như bà con mình có mua những dòng máy ra tiền thì Hoàng Sơn cũng khuyên cả nhà mình hạn chế và có thể không nên xài những cái cấm điện, nó rất là nguy hiểm. Những dòng máy như những dòng máy trên thị trường trôi nổi có rất là nhiều. Còn như của Dr. Hồ thì không có cấm điện nha, mình xài pin. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có gì bà con mình cứ để câu hỏi bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp vào Hoàng Sơn, số điện thoại trên tiêu đề nha. Rồi, tạm biệt cả nhà. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại.